sao thổi luôn cái hết vậy? Sao mấy đứa nói tại vì thấy bánh đạp một nghiệp đứng đợi cái gì, còn em ý em á là tại vì thiên kia mấy cô chú nhảy chưa có mỗi giò. Bây giờ ồn quá mấy bả nhảy chừng nào mà mỗi giò đi cút quân vô mình lên nha. Còn giờ tự nhiên nhỏ hát tưng cái này nha. Tội nghiệp không bình thường ok, mình sẽ thấu được cái âm thanh này bao. Nhưng tội nghiệp cô chú mà nghe tân cổ của chúng nhảy gì thôi. Không mà ai thổi lên á, hát cái lương mà còn chưa dũng hát. Phải có lương tâm nữa không? Còn bây giờ tội nghiệp ta. Đó, bây bây giờ bà thử bộ là giả bộ mà hát cái lương cho tôi với bạn kêu dũng lên ra sao? Không là mày chết chứ ra nè. Mày chết nè. Sao mày kêu ngu như mày? Chơi chơi chị, mình bây giờ mình đóng vai mấy cô chú cho. Ở mấy bà ta 60 vé đi. Ừ, thầy nói đi. Ừ, rồi. Rồi mày mình kéo đâu nha, để chị bán ai gì đâu. Chơi cái thứ mày già, còn lại đây như cũ mà trời vé 30 đồng hiện tại Thanh Huy còn 3 vé chớ quý vị. Rồi dạ. Thưa quý vị, Godzilla. Godzilla đang còn hai cặp vé trên tay Godzilla. Godzilla quá giận Godzilla. Quái kiệt Pluto đó chị. Quái kiệt Pluto đó. Chị biết tại sao mà kêu bằng quái kiệt Pluto không? Sao vậy? Tại vì quái kiệt Pluto là một cái tài năng đúng không? Mình tài năng hát Pluto nhưng mà nhìn cái cơ bắp là như anh Kiệt vậy đó. Nhìn là quái kiệt liền. Cơ quý vị ơi, dạ trên tay của anh La Giang ơi, còn mấy vé lên Giang ơi. Dạ hai vé cháu quý vị ủng hộ La Giang giùm em nha. Dạ xong một lời này một lời sau mình sẽ bắt đầu. Nghe tiếng nhạc cái tiếng cầu, nghe cái sầu nghe. Nghe cái sầu nghe gì đó. Nghe cái người mình đòi hỏa ơi. Chị ơi dù biết ở bên dưới chúng ta đã vé còn sốt động lại trên đây các cái đẹp đó. La Giang còn hai vé cuối tay ủng hộ cho nó đó, đến anh trai áo đen luôn đó, sẵn luôn La Giang ra tay cho em. Rồi cái thưa quý vị và ngay từ bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu để chuẩn bị your show. Tô Đắc Kỷ ngày hôm nay đi coi Lô Tô mặc có một màu đen, cái áo màu đỏ, cái áo khoác màu xanh, cái đó màu tím.
đồng lưu tô Sài Gòn Cần Thơ để ăn mừng tuổi bao nhiêu vậy anh? 29. Rồi em gái luôn. Nghe trả lời 29 là biết em gái luôn. Cô đó kỹ là nên em biến hình đó. Vậy hả? Em có hấp lộ gì không muốn đưa cái hình hài thiệt của mình ra để làm ảnh ẩm thông đó, kỹ thuật. Wow. Đúng không ạ? À? Đúng không ạ? À? Cho em coi một cái đuôi được không? Tôi nói chuyện mấy đuôi lần em? 9 đuôi lần hả? Hiện tại thì vẫn chưa lòi cái đuôi nào. Bây giờ không biết là âm nhạc lên không biết có lòi cái đuôi nào không? Xin mời lên nha. Hôm nay
Không phải Lan là mày cạo đầu đúng không? Hôm nay Lan đi làm công quả đúng không? Đó, bữa nay 16 đúng không? Đó, hôm nay cúng cô hồn đúng không? Đó. Rồi, hỏi tiếp đi. Rồi đừng có hỏi đây nữa. Ở dưới kìa hả? Kìa ở dưới má này má phá tao không nè. Hỏi anh tự nghĩ hỏi gì cho má đẹp á giận rồi. Chú chi thứ lần từ suy nghĩ một lát rồi trả lời. Trả lời sao? Tình yêu như chi bắt luôn cuối quá sao ai cũng thề. Tình yêu như thank you.
không lẽ tôi làm bà này trời. Quay, chị phá cho mẹ đấy. Cái giấy mà có cái lò nó gảnh thì bà làm cho nó đi. Trời ơi, hai người 56 chúng ta chúng ta có một người chủ nhân chúng ta quý vị khoa và sau mình làm cái trên tay để nghe những cái là có số chính là cái số cái nào luôn tiền nha.